Mọi người có nhớ cái trò ai là đồ tồi không? À, ngày hôm nay thật ra mình cũng có một thử thách tương tự. Lẫn trong 9 người này có sói hoặc là những con sói. Nhiệm vụ của sói ngày hôm nay là thực hiện một yêu cầu, một thử thách của ban biên tập mà mọi người không phát hiện ra. Đó có thể là đổi ghế chẳng hạn. Nhưng mà em không biết chơi trò này chị ạ. Những người không biết chơi thường thường là sói đấy chị. Thân hình cao và không quá gầy. Vậy là em loại trực tiếp Tuấn Dương à? Dạ không sao, nếu mà được thì về mình sẽ chăm dẫn mặt. Hay là nếu mà về là em tính luôn rồi. Dạ. Ví dụ ăn những món gì em nghĩ là sẽ có thể bổ béo nhanh nhất? Ăn đồ ngọt. Tuấn Dương thích ăn đồ ngọt không em? Anh lại không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Ây chà. Vậy thì anh ăn em. Ăn những thứ em nấu nha. Ăn những thứ em nấu. Mọi người nghĩ cái gì vậy? Nghĩ gì mà giống chị nghĩ vậy? Em cảm nhận được bạn là một người... Em nghĩ bạn là một người rất là trong sáng và thuần khiết. Có đúng như gu của em không? Một cô gái dịu dàng, mong manh nhưng cũng cá tính. Cũng có một vài cái ở trong cái người con gái mà em cần. Quá ấm áp và dễ thương. Chương trình sẽ chuẩn bị pháo hoa sẵn. Nếu như có kết quả mỹ mãn là bắn tung trời luôn. Thì khi em bước vô trong phòng giáo viên, em ngồi trên giường và em cầm cuốn truyện lên em đọc á. Thì cái bạn nam đó, bạn đó đã dở những cái trò nó không chín chắn đâu, không ok đối với em. Đó là bạn đó đè em xuống và bạn đó làm những cái hôn cổ. Nói chung rất là nhiều trên cơ thể. Đúng rồi. Thật sự khi mà em nghe câu chuyện của em thì anh thấy rất là khó chịu. Anh thấy khó chịu vì nói chung là em rất là ghét những người mà gọi là liên quan tới ấu dâm. Và đôi khi là em lại đặt câu hỏi là liệu những đứa nhỏ đó nó lớn lên nó có thoải mái hay không. Và cái người mà bị phạt kia là... Bạn có trải nghiệm không vui về điều đó rồi đúng không? Và chúng ta sẽ có 10 giây để quyết định. 10. Wow đây, ứng dụng hẹn hò gặp gỡ nhau ngoài đời thật đã có phiên bản iOS tải miễn phí ngay.